Sản phẩm rất là tuyệt vời, tôi mới đi tìm bữa giờ đây. Vì có nó, tôi mãi mới đi tìm này cho quý vị nha. Cái này là sữa uống giảm cho cái tiểu đường, cholesterol, làm cho người đẹp, vân vân, ngủ ngon đó, rồi cũng giảm đi bớt đau nhức mỏi của cơ thể của mình. Nhưng mà nó còn thiếu một vài điều là không có hỗ trợ cho đường ruột. Tuấn Mã muốn làm cho một cái cách là khi chúng ta mặc dù không có đi làm gì hết, nhưng mà cái đầu óc đâu có ngày nào cũng phải từng ly một, mà không có rảnh được cái thời gian khác. Thì tôi mà muốn kiếm cái này để khi quý vị làm pha sữa thì nó sẽ hỗ trợ luôn một lượt. Đó là tinh chất nghệ cao nguyên Wow, của Hàn Quốc nha quý vị. nhìn là thấy À, quá trời đó hấp dẫn à. rất là đặc biệt. Mà cái này á, tôi mà đặc biệt đi tìm cái này á, là nó chuyên môn pha cho tất cả những loại sữa, nhất là sữa mà sữa uống cho tiểu đường, sữa chua. Ủa, mình bỏ chung với sữa mình uống luôn. Thì nó chỉ Wow. đặc biệt nó là như vậy thôi đó, đặc biệt nó là như vậy đó. Tôi mà đi tìm từ bữa tới giờ, đi lục lọi khắp mọi nơi. Tôi mà muốn chia sẻ quý vị đây đó. Tôi mà muốn chia sẻ quý vị đây đó, là cái này á, là nó cách dùng và biện pháp là từ uống từ 1 đến 2 thìa, là 3 3 gram gram một hả? thìa mỗi ngày, pha với nè, pha với nước hoặc thâm vào các loại thực phẩm khác nhau, chẳng hạn như Sữa sữa chua đó, sữa chua nè, hay là sữa nè, hay là salad hay anh là salad nè. trộn lên. Đó, Tuấn Mã cũng bị tiểu đường, nhưng mà bữa giờ Tuấn Mã đi khám bệnh một lần rồi đó, là bây giờ tự tự bắt đầu chữa trị cho mình. Tuấn Mã hy vọng là tất cả những vị khách nào đang ở trong cái tình trạng là tiểu đường với lại như là cholesterol á, thì xin để mà Tuấn Mã xin chia sẻ thôi. Cái này nó có hữu hiệu chứ không phải là đơn giản nha quý vị. Tôi để Tuấn Mã trình bày cái này xong rồi Tuấn Mã sẽ chia sẻ với quý vị để cho cái tiểu đường của chúng ta nó hạ xuống, để chúng ta tiếp tục sống cho vui vẻ và sống thoải mái. Vì khi mà chúng ta chăm sóc tốt cho cơ thể của mình á, là chúng ta được tăng thêm tuổi thọ. Những người không bệnh chết trước, chứ người bệnh như chúng ta mà ai có tiểu đường, cholesterol, bảo đảm sẽ sống lâu, là tại vì chúng ta chăm sóc nó đúng nha quý vị. Đây là một loại tinh chất nghệ cao nguyên của Hàn Quốc, là một loại nghệ đặc biệt nha quý vị. Ví dụ tôi mã để cho quý vị thấy đó, là nghệ nghệ này là nghệ của Mỹ nha. Nghệ này nghệ của Mỹ, nghệ này là nghệ Hàn của Quốc. Hàn Quốc cao nguyên. Tinh chất nghệ cao nguyên của Hàn Quốc thưa quý vị nha. Đó đó, thì quý vị thấy đó, rất là đặc biệt. Mà cái nghệ này á, là chuyên môn dùng là để ăn, mình nói là ăn pha chế cũng như ăn sống đó thưa quý vị. Mà cái tinh chất nghệ này không phải là chỉ là để dùng ăn một cách được thoải mái, mà nó dùng để hỗ trợ cho chúng ta từ cho tiểu đường, tăng thêm tiểu tại như là hạ thêm tiểu đường nữa, tại vì cái này quý vị đã pha rồi rồi, hạ những đường huyết áp của chúng ta và đường ruột của chúng ta, đặc biệt sẽ làm cho da chúng ta rất là đẹp và làm cho chúng ta có một cách bảo vệ được mạnh khỏe và bảo đảm, đó là đường ruột và bao tử của chúng ta. Là vì chúng ta trong cơ thể của chúng ta không còn cái chất đề kháng tốt nữa, cái con kháng khuẩn tốt nó chết rồi, thì chúng ta cần có những cái chất đề kháng mạnh khỏe hơn để bảo vệ cái cơ thể chúng ta không có bị vi trùng xâm nhập. Thì khi chúng ta sử dụng cái tinh chất nghệ cao nguyên của Hàn Quốc này thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta được nhiều điều tốt. Khi chúng ta ăn những cái chẳng hạn như chúng ta ăn sashimi là đồ cá sống Nhật Bản, hoặc là ăn những cái con oyster, hoặc là ăn những cái gì mà nó gây ra đến cho cái cơ thể chúng ta và dẫn đến cái allergy hay là vân vân độc hại của chúng ta, thì cái nghệ
tinh chất nghệ cao nguyên này của Hàn Quốc này sẽ hỗ trợ cho chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta sử dụng xong thì cái tế bào ruột và cũng như bao tử sẽ mạnh khỏe hơn, thưa quý vị. Hôm nay tôi mà gửi đến cho quý vị nha, để chúng ta có được cái sức khỏe. Cái bịch này đó, lời quý vị nào muốn mua một cái bịch này, bên này của Mỹ nha. Đó, thì tôi mà gửi đến cho quý vị cái bịch này trị giá là 37 đồng 50 sen nha. Đó, quý vị coi nhìn nè, điều trị viêm lẻ khoát dạ dày, chữa tốt viêm dữ dày lắm. Đó, yeah. Chữa viêm khớp, viêm khớp quả. Đó, viêm khớp em thấy không? Trị mụn nám, tàn nhang, trị về bệnh cao huyết áp, giảm cơn đau tim, lưu thông và lọc máu, giảm cân sau cái sinh sản, thưa quý vị. Wow. Nhưng mà cái mà tôi mã đặc biệt để cho quý vị đó là cái sản phẩm của Hàn Quốc là cái tinh chất này đó, nó hoàn toàn nó tinh vi hơn. Dạ. Đó, vì nào mà đang có những cái căn bệnh về dạ dày nè, bị viêm loét dạ dày, ăn không tiêu, sình bụng này kia, hoặc là nhiều khi mình sau khi mổ á, cái này nó cũng làm lành vết thương cũng rất là nhanh. Tại vì quý vị cũng thấy là nhiều khi á, mình mà có vết thương mình không muốn có thẹo là mình hay thoa nghệ, đúng không ạ? Thì với cái tinh chất nghệ này quý vị, mà sau khi mà những quý vị nào mà đi sau một cái khâu mà giải phẫu á, mình dùng cái nghệ này vào, nó làm cho chúng ta, nó cũng làm cho mau chóng lành vết thương, rồi wow. Nó còn giúp cho mình là đỡ cái đau viêm khớp nữa. Cái hộp này 400 gram lượng. Dạ. 400 gram là bao nhiêu ta? Hả? 400 gram là nhiều lắm á. Thưa quý vị, 400 gram nha. Đó, đây là tinh chất á. Tinh chất của turmeric á, tinh chất của cái bịch này tới 8. Dạ, cumin á. 8 turmeric cumin là cái tinh chất 400 đó. Lượng. 400 gram lượng, thưa quý vị. Đó. Cái này là thảo dược chăm sóc sức khỏe gia đình nha. Đây là thảo dược tinh, nó là cao nguyên nha quý vị nha. Đây là tinh chất nghệ cao nguyên của Hàn Quốc. Cao nguyên của Hàn Quốc. Đó. Rất là đặc biệt, mà cái này là nó tới 400 gram nha quý vị nha. 400 gram lần rất là lớn so với cái này. Đó. Bịch này là 37 đồng 50 sen, còn cái này á, là một cái hộp này á, là trị giá là 175 đồng. Nó nhiều gấp mấy lần cái này lận, và tôi mã để cho quý vị với một cái giá rất là đặc biệt nha. Nguyên cái hũ này thấy ghê không, cái này là nhiều lắm, 400 gram là rất là nhiều. 400 gram là phải nói là có 200 mấy, gấp 2 gấp 3 lần, thưa quý vị. Đó, tôi mã gửi đến cho quý vị cái hộp nghệ này, đặc biệt cái giá nha. Đó là 175 đồng. Hôm nay tôi mã sau này đó làm hai giá đi, nhớ làm hai bản giá sau này đi, là sau này tôi mã sẽ cố gắng giảm giá cho quý vị còn khoảng 98 đồng nha. Chứ tôi mã đang coi là cái vận chuyển tại cái này nó nặng á, ở trong thôn quê người ta mang ra, cho nên khoảng cỡ 125 đồng một hũ này, thưa quý vị nha. Anh này nhiều lắm, rất là nhiều nha. Đó, tôi mã gửi đặc biệt cho quý vị. Đó, đặc biệt cho quý vị nha. Sau này là 98 đồng. Thì đặc biệt trong trời đêm ngày hôm nay, tôi mã cũng gửi đến cho quý vị nha, để cho quý vị có sức khỏe, là để quý vị có thể pha với lại sữa Clujabet này, để cho quý vị được đầy đủ, vừa tiểu đường, vừa giúp đỡ cho đường ruột và cholesterol, và tăng thêm như tăng lên cái sức mạnh để hạ cái tiểu đường của mình xuống. Tôi mã gửi cho quý vị cái hộp này trị giá hôm nay đặc biệt nha. Đặc biệt ngày hôm nay dành cho ba vị khách, tại tôi mã không có nhiều cái này là tở dùng cao nguyên của Hàn Quốc đưa qua bên Mỹ quý vị, chứ không phải cái hàng này là cái hàng mà có thường xuyên được nha. Tôi mã đi tìm cái hàng này tại vì nó hỗ trợ, nó pha chung với sữa được nha. Tôi mã gửi đến cho quý vị để đi chung, nếu ai muốn uống sữa riêng của mình, sữa tươi nhà cũng được, hay sữa chua nhà cũng được, hay là đặc biệt với sữa Clujabet này cũng được nha. Tôi mã gửi đến cho quý vị cái chai này, cái hũ này với cái giá rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Xin quý vị mua với ba vị khách đầu tiên sẽ được giá là 75 đồng, thưa quý vị nha. Xin quý vị gọi vào ngay. Tôi mã chỉ có mấy hũ mà thôi, xin quý vị gọi vào để được cái giá tốt của tối ngày hôm nay, thưa quý vị. Gọi vào ngay quý vị ơi, 7142905902 và 4084997523 nha quý vị. Mình làm mở đường live cho quý vị gọi vào với cái tinh chất nghệ của Hàn Quốc cao nguyên nha quý vị.
Alo, Mỹ Lan nghe ạ. Dạ rồi, dạ lấy một hũ ha. Dạ đúng rồi, à, cao huyết áp nè. Cái này rất là hay. Nó giảm, nó hỗ trợ cao huyết áp nè, lưu thông và lọc máu nè, nó giảm cơn đau tim nè, rất là hay nha. Dạ, chị mụn nắng tàn nhang luôn. Rồi, 75 đồng cho một hũ hay ha. Dạ rồi. Và cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Quý vị ơi, gọi vòng lên quý vị ơi, gọi vòng lên quý vị ơi, để được cái giá đặc biệt cho quý vị nha. Chúng tôi mở đường like cho quý vị với tinh chất nghệ cao nguyên nha quý vị. Quá là rẻ đi. À, dạ tôi đã gửi đến quý vị đó. Dạ lấy một chai ạ. À. Dạ rồi. Lấy một. Quý vị thấy đó, hồi xưa dạ. Đó. Chúng tôi quý vị mua một hộp nghệ. 75 đồng ạ, một hộp nghệ. Hộp nghệ này á là đã 75 đồng rồi. Không biết quý vị có nhớ không? Đó, tôi mã còn giữ đây. Dạ. Đó. Mà bây giờ đó quý vị thấy không? Cái hộp này á bằng gấp 3 lần. Alo, 4 dạ, lần. Dạ. Đó, mà chỉ dạ. Có 75 đồng mà thôi. 75 đồng. Nha. Dạ vâng. Ba bốn thấy dễ sợ không? Cũng lâu lắm. Đó, dạ. Cái gì là mình chỉ muốn có một muỗng. Quý vị mà mua cái này dạ. Là lợi, đó là lợi dạ. Luôn. Cái này uống với sữa dạ. Tôi. Dạ, lấy sữa mà mình mua ngoài chợ cũng được nè, hay sữa chua cũng được nè. Đặc biệt tôi mã mang cái này về đi tìm. Alo, là dạ, sữa dạ. Của cô Gia Bếp dạ, khi quý vị muốn dạ, một lần mình uống giảm đi rất là nhiều về dạ, okay. Ở trong cơ thể của chúng ta như cholesterol, dạ. Tiểu đường đó thì quý vị nhập chung dạ, với cái tinh chất dạ, nghệ cao nguyên của Hàn Quốc này dạ, vâng. Sẽ đem cho quý vị tuyệt vời nha quý vị nha. Dành cho quý vị đặc biệt ngày hôm nay chỉ có 75 đồng mà thôi thưa quý vị. Dạ. Và cái này rất là hiếm. Cái này á quý vị dạ. Có thể để mua cả để đúng cả lắm. Chục năm cũng không có hư nữa đó quý vị nha. Uống lâu lắm đó, chục năm cũng không có hư nữa. Dạ, vâng. Nên đó là dạ. Quý vị thấy không? Mua một lần thôi. Dạ. Quý vị thấy đó, nấu ăn cũng được nữa. Tốt. Nó to dạ. Dễ sợ không? Nó to bằng dạ, tương đối là bằng dạ. cái lon dạ, của Clubet nè, mà nó đầy ngập luôn, nó đầy luôn quý vị. Đó, có 75 đồng mà thôi. Đó, mà hồi xưa này là 75 đồng mà nhỏ chút xíu à. À thưa quý vị, quý vị nào muốn mua cái bịch dạ. Của của Mỹ dạ. Nghề của Mỹ đây, tinh chất nghề của Mỹ con cái này đi. Trị giá là 37 đồng 50 xu nha. Dạ, nhưng mà cái tinh chất của nó thì dĩ nhiên không không nhiều bằng và cũng như không bằng của Hàn Quốc thưa quý vị nha. Xin quý vị gọi vào. Đó, cái chai này á thấy thì nhỏ bé chút xíu vậy mà đã 75 đồng rồi. Mà cái chai này tới 400 gram mà có 75 đồng mà thôi, xin quý vị gọi vào. Số điện thoại là 7142905902 và 4087723. Thưa quý vị. Dạ đồng nha, 7142905902 và 4087923. Dạ. Chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị tinh chất dạ, nghệ cao nguyên của Hàn Quốc dạ, nha quý vị. Dạ, tinh chất nghệ bây giờ rồi. Chỉ còn 75 đồng cho rồi, một hũ mà thôi nha quý vị nha. Rồi, gọi vào ngay với giá đặc biệt này nha quý vị. Lấy alo dạ anh nha. À muốn mua hai hũ hả? Dạ rồi. Hai hũ. Dạ rồi 75 đồng. Dạ rồi. Muốn hai hũ à? Cảm hai hũ chị thì có ghi số phone này nha. Ok. Dạ, ngày mai. Nếu muốn có giá đặc biệt, dạ. Ok để tôi mã. Cảm ơn chị, ngày mai okay. Là lấy nha. Được rồi, dạ, mai xin cho giá đặc biệt nha. Nếu mua hai. Dạ alo Lan nha. Ok rồi. Dạ rồi. Cái này á okay. Quý vị. Dạ. Cái nghề này uống dạ. Vào á, thí dụ như bị bao tử dạ. Nè. Nha, là quý vị á bỏ pha nước sôi uống vô là tan liền, nó còn ghê gớm hơn gấp mấy lần nghệ nó nghệ u con á. Nghệ u con của Nhật Bản đó quý vị. Cái này nó da không thua gì nha quý vị, nhưng mà nó nhiều, nó có thể bằng gần cả hơn 100 hộp lận. Đó mà chỉ có 75 đồng thôi, mà trong khi một hộp nghệ u con là lên đến gần 90 đồng rồi, mà rẻ lắm cũng là 4-50 đi. Nhưng mà cái này gấp nó nhiều hơn cả 100 lần lận. Quý vị nhích một cái thôi, một thìa thôi là quý vị nào mà bị đau bao tử nè dạ. Hay bị thốn rồi hay là bị kiểu như đau bụng nè, đau khớp nữa, đau nhức cái này là giúp cho chị bớt đau nhức luôn. Rồi là mình bị bần thần viêm khớp bần nữa. Thần á như là con người mình bị stress á, bị thông thần á là cái nghệ này rất là đặc biệt. Mà cứ mã cố ý mang cái này đi tìm này về để nó pha chung với cái này để cho các khách hàng của mình, những người bệnh tiểu đường cũng như là cholesterol sẽ hạ xuống gấp để mà có được cái sức khỏe liền đó quý vị. Đó là cái mà thời gian của bạn bỏ ra. Rồi gọi vào ngay quý vị ơi. Đừng bỏ qua cơ hội này nha, đây là một sản phẩm mà mới đem về, một cái sản phẩm là rất là tốt của Hàn Quốc. Một hộp như vậy là tới 400 gram những quý vị. Rất là nhiều nha quý vị dạ, nha. Để mà 100% là từ dạ, trong nghệ cao nguyên
rồi, mà còn là dược thảo thiên nhiên cho quý vị rồi, nha. Có rồi, cảm ơn rất nha. Là tuyệt vời. Mà rồi, quý vị đem về quý vị uống với ăn uống chung với sữa cũng được nha quý vị. Alo. Dạ em nghe ạ. Alo. Dạ được ạ. Dạ rồi lấy một chai ạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Mai ra lấy nha. Rồi lấy dạ, nha. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Ok, nếu mà ok, nếu mà muốn lấy hai hộp. Ok, hai hộp. Ok. Ok, chỉ có gì bớt mấy chục nha. Rồi có gì gọi. Rồi. Rồi cảm ơn. Đó, thưa quý vị. Cái này đó là cực kỳ luôn. Tốt vô cùng dạ luôn rồi, nha. Một, rồi bây giờ chương ha. Trình cũng tương đối là dạ, tới giờ dạ, để dạ, cho dạ, quý vị nghỉ ngơi. Chai ha. Dạ vâng. À, tôi mà muốn dạ, mai bảy. Xin được tạm ngưng ngày hôm nay. Rồi sẽ trở lại trong chương trình vào ngày mai. Chúng tôi sẽ lên có mặt 7 giờ. Mỗi thứ tư chúng tôi sẽ lên 8 giờ. Nhưng mà Tuấn Mã sẽ cố định cái giờ giấc. Tại có rất là nhiều khách hàng cũng như chị Helen cứ nói là không biết giờ nào lên. Thì có nghe được và tất cả những quan khách nào có nghe được thì chương trình của chúng tôi sẽ lên ngày thứ 2 đến ngày thứ 6, thỉnh thoảng sẽ có ngày thứ 7. Và thời gian của nó là từ 7 giờ đến 9 giờ. Nếu mà chúng tôi lên vào ngày thứ tư 8 giờ. Nếu mà hoặc trước 8 giờ chúng tôi sẽ báo, nhưng mà sẽ là 8 giờ. Và cũng đồng thời sẽ có những chương trình đặc biệt home shopping xảy ra vào buổi trưa do Tuấn Mã thực hiện để mang chia sẻ nhiều sản phẩm đến cho quý khách của đài và cũng như là tất cả khách hàng mọi nơi. Và đến đây chương trình kết thúc. Một lần nữa luôn luôn kính chúc quý vị, mong quý vị và tất cả mọi chuyện được bình an và nhất là sức khỏe và nhiều may mắn đến cho quý vị. Đến đây chương trình tạm dứt. Chào tạm biệt quý vị. Vâng, chương trình năm mới chúng ta chuẩn bị đón mừng năm mới rồi. Chúng ta sẽ có những ngày nhộn nhịp, chúng ta phải cần giữ gìn sức khỏe. Với cái thời tiết hiện tại thì luôn luôn Vika TV và Home Shopping Lê Hạnh Quyên gửi đến quý vị những sản phẩm rất là tuyệt vời để cho chúng ta lo cho cuộc sống và đời sống sức khỏe chúng ta hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.